trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu, phun xăm thẩm mỹ, 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh, giáo sư Trí Đức, 714-510-5451, 510-5451. Kính thưa quý vị, Đài Liên Tục Sài Gòn TV chúng tôi xin hân hạnh trở lại phần thứ 3 của chương trình Tử Vi và Số Mệnh hàng tuần ngày thứ 6 từ 2:30 đến 3:30. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về thần tài và thổ địa. Và sau đây là phần thứ 3 là cái phép cúng kiến như thế nào. Kính thưa quý vị, như phần thứ 2 chúng tôi đã trình bày về vấn đề sắp xếp phong thần tài như thế nào. Và sau đây là đến cái phần mà cúng kiến. Kính thưa quý vị, ngày 23 tháng Chạp thì chúng ta cũng để đưa cái ông quý vị mà lo về bếp núc đó. Và đến Tết thì chúng ta cũng vô thừa. Và ngày 10 tháng Giêng thì chúng ta cúng ông thần tài. Cái tập tục của chúng ta là như thế. Và cái ngày mà chúng ta thành lập để mà an trụ một cái bàn thờ thần tài thổ địa đó là cái ngày lớn nhất, là cái ngày chúng ta phải cúng kiến để kêu gọi về. Thứ nhất là chúng ta phải sắm đầy đủ tất cả các lễ vật, gồm có như tôi đã trình bày là thần tài thổ địa, chúng ta phải có nhang đèn, ly nước, và chúng ta cái ngày cúng chúng ta phải có bộ tam sen. Bộ tam sen chúng ta có thể là cúng một cái loại thịt heo, cái trứng gà, và có thể chúng ta cúng thêm cua hoặc là một vài con tôm, là như vậy. Và đặc biệt là chúng ta thứ nhất phải chọn ngày tốt, cái ngày đó nó phải là cái ngày không có bị sát chủ, và cái ngày tốt để chúng ta chọn ngày đó nó phải phù hợp với cái bản mệnh của người chủ nhân, của chủ nhà. Và sau đó chúng ta phải xin keo để được chứng ứng cho phép hay không. Và về phần chọn ngày thì cũng là khá quan trọng, là bởi vì chúng ta chọn cái ngày khởi trương cho cái cơ tiền buôn bán hoặc cho gia chủ của mình phải hợp với bản mệnh của người chủ nhà. Chúng ta phải xem cái tài vị nằm ở chỗ nào là tốt nhất, rồi chúng ta lại xem cái hướng của chủ nhà tựa vào cái cung phi để xem cái lộc nó vào như thế nào. Rồi chúng ta phải lại chọn cái ngày mà có tôi gọi là ngày thánh chứng, thần thánh chứng nhân, thì những ngày nó linh thiêng đó, tức là trong một tháng nó chỉ có chừng độ 7-8 ngày thôi. Những ngày đó là những ngày mà thường thường các thánh người ta đi tuần đó, thì người ta dễ vào, tôi ghé ngang tôi coi đó, cho nên là phải chọn được những ngày đó. Đó là cái phép mà chúng ta cúng kiến như thế. Kính thưa quý vị, ngoài ra một điều quan trọng nữa là chúng ta phải biết bốc bát hương. Bốc bát hương có nghĩa là sao? Kính thưa quý vị, bát hương là cái chỗ mà chúng ta sau khi khấn xong chúng ta cắm những cái nén nhang vào, thì cái bát hương đó là không được, khi mà đã an tọa rồi thì không được di chuyển, không được rung, không được giờ đi giờ tối giờ tới giờ lui, phải nằm an một chỗ. Và trong cái bát hương đó chúng ta phải biết bốc, là chúng ta phải biết làm đất, rồi chúng ta phải biết để tiền, để 5 đồng tiền, rồi chúng ta dùng cái tiền âm phủ chúng ta gói lại, rồi chúng ta mới đổ cát, hay là chúng ta đổ gạo lên để chúng ta cắm cái hương, những hương lên. Những cái hương đó là như quý vị hiểu rằng là cái hương nó có cái đốt cái hương đó, cái khí nóng đó là linh khí để mình giao tế với cõi tâm linh. Cũng như là những người chết thì là, hoặc là những người âm, người ta theo cái ánh sáng đó, cái khói của cái hương đó. Ví dụ có một số người khi chết thì người ta thấy tối đen, là không thấy gì hết, nhưng mà có một người nào đó cắm hương đó thì theo ánh sáng của cái nhang đó, người ta đến, người ta trụ lại trong cái linh khí, nó trụ vào trong cái bình bát nhang đó. Cho nên cái việc rất là quan trọng, nhất là cúng tổ tiên ông bà và cúng
bàn thờ thần tài thổ địa, thì cái chỗ đó là chỗ tụ linh khí của mình. Nếu chúng ta cấm có những cái nhang hoặc là nó tàn những cái vị trí rất là đẹp, hay là nó linh ứng, đó là do cái tâm thành của mình nó ứng với trời ứng đất là như vậy. Ngoài ra khi mà mua hai cái tượng thần tài thổ địa về, thì những người làm thầy như tôi thì tôi dùng rượu, dùng rượu để mà chúng ta rửa cho sạch, sau đó chúng ta phải để cho nó khô, rồi chúng ta lại có những cái câu chú để mà làm cho cái tượng nó linh ứng, rồi chúng ta lại bỏ tiền vào trong người của ông, bỏ 5 đồng tiền và dùng cái tiền âm phủ, giấy tiền âm phủ chúng ta gói lại một cách khẩn trương, ta bỏ trong cái tượng, thì cái tượng đó là của hai vị, ý rằng là đồng thanh tương khí, đồng tức là những cái gì đó nó phù hợp với vai trò như tiền bạc thì nó ứng với ông, thì nó đồng thanh tương khí nó sẽ vào, nó sẽ vào thì nó dễ chiêu tài hơn. Đó là cách mà ta về ta làm bốc bất hương cũng như là làm linh ứng cho hai vị. Nói chung thủ tục rất là nhiều mà các vị thường thường phải có qua một quá trình làm nhiều lần và theo dõi, rồi cầu cái tâm phải tốt để mà chúng ta có thể cảm ứng được cho việc thành lập một cái bàn thờ thần tài thổ địa. Cho nên quý vị nhớ rằng chúng ta nếu tin vào điều gì thì chúng ta sẽ được điều đó. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta không được. Cũng như là chúng ta tin vào một cái bộ môn nào đó chúng ta học thì chúng ta sẽ có kết quả bộ môn đó. Tin vào Phật, tu Phật thì sẽ được gần Phật. Và chúng ta tin vào, tưởng vào thế giới tâm linh, chúng ta sẽ hiểu được thế giới tâm linh và chúng ta sẽ có những cái cảm ứng của thế giới tâm linh. Chúng ta tin vào thần tài thổ địa có thể chiêu tài lộc được cho mình thì chúng ta sẽ được cái sự chiêu tài lộc đó với niềm tin và với tấm lòng của mình, và phải gây công đức của mình. Một người khi chiêu tài chiêu lộc cần phải có đủ đức độ, cần phải có đủ tâm đức để mà đủ cái phúc, người ta gọi là có phúc thì mới chiêu được tài. Vừa có phúc thì được chứng bởi thần tài thổ địa, và chúng ta có cái sự cầu nguyện đó một ngày có khi chúng ta khấn một hai lần, nhất là cái ngày thành lập đầu tiên thì chúng ta làm rất là đầy đủ các thủ tục. Sau đó thì chúng ta nhớ cúng kiến mỗi ngày, và như quý vị chúng ta thấy là ông thổ địa trên tay có khi phải có một điếu thuốc lá, thì chúng ta phải châm thuốc lá thì chúng ta không có được đưa vào mồm mình, mà chúng ta phải châm bằng cái tự nhiên của nó. Và khi thuốc lá mà có những cái điều ứng tốt đẹp, ví dụ trong ngày đó chúng ta khấn mà chúng ta thấy cửa hàng nhiều khách vô bán chạy, thì chúng ta biết rằng là ông thần tài thổ địa ngày hôm đó ông về đó, thì chúng ta nhớ thuốc lá và đồ ăn trái cây vân vân. Đó là sơ lược cái phép mà chúng ta biết cách để mà cúng kiến và cầu xin tài lộc qua ông thần tài thổ địa. Tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ. Hỏi thăm thầy Trí Đức không ạ? Xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh dương lịch ạ. Đúng ạ. Dạ đúng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh dương lịch ạ. Cho biết năm tháng ngày giờ sanh dương lịch, alo. Dạ, cho con là tháng 10 ngày 13 1963. Tháng 10 ngày 13 1963. 63 và sanh lúc mấy giờ? Sanh vào lúc mấy giờ con? Alo. Dạ tháng 10 ngày 13 1963. Sanh vào lúc mấy giờ đó? Dạ sanh lúc 9 giờ sáng ạ. 9 giờ sáng, số của cô như sau. Thứ nhất, cô là người mệnh thiên phủ, có thiên mã, người là người giỏi về buôn bán. Đây là người đẹp, giỏi và có rất có tài về buôn bán. Người này đối với gia đình thì mọi sự đầy đủ, người tâm tốt, rất giỏi về tháo vát và buôn bán. Đặc biệt cái cung chồng thì hỏng cái cung chồng nha. Hỏng cung chồng sinh con thì đẹp, sinh con thì đẹp và giỏi và có đầy đủ tài năng. Và số người này là một cái số tôi gọi là người đẹp giỏi nhưng mà trắc trở về đường tình cảm của mình, cũng như là đường về đường đường chồng, tức là có chồng đó nhưng sẽ gặp cảnh oan trái,
và trong cái cuộc đời của mình thì đây là cái người đứng đắn về tình cảm. Về sau này những cái sao như là hóa lộc thái tuế, tức là chờ tới 42 tuổi thì bắt đầu sẽ phát và giàu có, như vậy sẽ kéo dài cho tới liên tục cuối cuộc đời của người này luôn. Người này chỉ chuyên vất vả về đường đường chồng và đường tình cảm, tuy nhiên lúc nào cũng là một cái người chủ, người giỏi, có tiền có bạc, vững vàng về sự nghiệp của mình, học giỏi, thông minh, có bằng cấp, oan trái về đường tình cảm và khó khăn về đường chồng, có con rất là giỏi, sau này sẽ thấy là những đứa con duyên đối với con cái, tức là cự nhật có hóa quyền, xương khúc, đây là những đứa con sinh ra đời tạo thành công và sau này mình sẽ nhờ được cương cung con cái của mình. Bắt đầu từ 42 tuổi thì sự nghiệp bắt đầu phát triển, về sau cuối cuộc đời của người này thì sóng gió về tiền bạc nhưng vẫn là người có tiền có bạc nha. Chúc cô may mắn, và nếu có điều gì thắc mắc có thể gọi cho Trí Đức 714-510-5451, 714-510-5451. Chúng tôi có văn phòng tử vi và văn phòng tử vi của chúng tôi sẵn sàng để mà chia sẻ những kinh nghiệm cho quý vị về tất cả mọi thứ khoa học huyền bí, tử vi và số mệnh. Đến đây chúng ta tạm ngưng trong giây lát và phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn quý vị vào phần cuối cùng, phần thứ tư. Xin kính chào quý vị.